Lê Hùng cho cái Long trên đường gửi đến cổ hành trì chúng ta thưởng thức. Trở lại nửa rồi.
Và thưa cô bác anh chị, và kính thưa tất cả bạn bè thân hữu, đêm nay là đêm sau cùng để tự đưa linh cữu của nghệ sĩ Lê Hùng về cõi Tây Phương làm con cho Đức Phật. Và đầu tiên thì chúng ta thưởng thức qua 12 câu phụng hoàng để những cái dung linh của Lê Hùng, nghệ sĩ Châu Tiểu Long đã gửi tặng rồi. Và bây giờ thì xin phép trước là gia đình của soạn giả Tô Kim Kiều là bà xã của nghệ sĩ Lê Hùng, cho phép anh em nghệ sĩ được đứng trước linh cữu, nhưng xin phép cô quay mặt ra ngoài để hát những trích đoạn cải lương, trước là chia buồn, sau là gửi đến dông linh của nghệ sĩ Lê Hùng để đưa em về cõi Tây Phương làm con cho Đức Phật. Và kính thưa cô bác anh chị, và để liên tục chương trình chia buồn hôm nay là đêm cuối, nghệ sĩ đến rất là đông để tiện đưa linh cữu của em. Châu Tiểu Long xin thân mời cô bác anh chị, chúng ta sẽ thưởng thức qua tiếng hát của nữ nghệ sĩ Phương Huệ. Và nói đầu tiên Phương Huệ cũng xin chia buồn với gia đình của Thiên Kiều. Đáng lý ra là đám tang buồn mình không nên ca những cái bài vui, nhưng mà theo lời yêu cầu đó là ca cho chồng của em Kiều. Tiễn thích cái bài là Phương Huệ hát là Gái Xuân, đây là sáng tác của Tô Thiên Kiều. Phương Huệ xin quan hỷ, xin tất cả các cô chú bác và các cô chị quan hỷ.